Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm hỏi động viên nhân dân vùng lũ Minh Hóa. Quảng Trạch trên 65 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới. Cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi động viên và trao quà cho nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Tham gia đoàn, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo huyện Minh Hóa. Phó Thủ tướng cùng đoàn đã đến thăm hỏi và trao quà cho một số gia đình khó khăn bị ngập nước sâu tại thôn 1 Yên Thọ. Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và mong muốn người dân xã Tân Hóa sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng gửi lời hỏi thăm và trao quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới bà con phải hứng chịu những thiệt hại do mưa lũ, chịu cảnh ngập úng, làm cho cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Tại điểm trường tiểu học Tân Hóa, nơi bị nước lũ ngập sâu, Phó Thủ tướng cùng đoàn đã trao quà cho cán bộ xã viên và chia sẻ động viên đội ngũ giáo viên sớm khắc phục khó khăn để ổn định công tác dạy và học. Phó Thủ tướng biểu dương chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, của huyện, sư đoàn 968 đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm giúp nhân dân và các trường học lau chùi đồ dùng cụ học tập cho các cháu. Tại đây, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, những ngày qua, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa bàn tỉnh Quảng Bình có 2 người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, nhiều thôn bản bị chia cắt. Hiện vẫn còn một số thôn bản bị cô lập và ngập nước. Địa phương đã và đang huy động lực lượng để khắc phục hậu quả với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn, hỗ trợ đồng bào vùng ngập lụt về vật chất và tinh thần để bà con sớm ổn định cuộc sống. Sau khi nắm bắt tình hình, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Minh Hóa nói riêng sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó tập trung dọn dẹp các trường học để đón các em học sinh đến trường khi nước rút. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Bình cần chủ động phòng chống dịch bệnh và đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, không để cho người dân thiếu đói trong thời gian này. Đồng chí lãnh đạo ở tỉnh, rồi huyện, ở xã thì đồng chí cũng rất là chủ động bằng các cái lực lượng tại chỗ thì đã tổ chức tất cả các cái phương tiện và quan trọng nhất là giảm thấp được cái thiệt hại nhiều nhất về người và bảo vệ được cái tài sản cho nhân dân. Thì hôm nay là tôi thay mặt là lãnh đạo đảng nhà nước, về thay mặt chính phủ của thủ tướng vào thăm và cũng xin được thay mặt thủ tướng và chính phủ là biểu dương và đánh giá rất là cao cái sự cố gắng nỗ lực của đồng chí, kể cả cái đảng bộ chính quyền các cấp hệ thống chính trị, rồi các đồng chí lực lượng vũ trang, công an, bộ đội trên địa bàn và đặc biệt là có cái sự tăng cường của quân khu 4. Thì tình hình thì hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là còn một số thôn nó đang còn bị cô lập, bị chia cắt. Thì kế hoạch thì tôi được biết đồng chí chủ tịch, đồng chí phó tư lệnh quân khu cũng có cái kế hoạch là ngày mai thì sẽ đưa bộ đội của sư đoàn 968 và tăng cường để mà vào giúp dân ở trong đó, cung ứng thêm các cái nhu yếu phẩm rồi các cái vật dụng cần thiết. Thì sau lũ thì quan trọng nhất là bây giờ là cũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền đồng chí quan tâm đi thăm hỏi những cái gia đình mà có người bị tử vong và những cái gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn, bị ngập lụt nhiều, thiệt hại nhiều, đặc biệt là những cái gia đình mà nghèo, gia đình có công và gia đình các cái đối tượng chính sách. Thì đây là cái rất là quan trọng. Thứ hai nữa là huy động cái tổng lực, kể cả lực lượng vũ trang, rồi thanh niên, rồi các thứ để tập trung vào cái việc mà vệ sinh, tẩy độc, rồi các cái biện pháp không để cho cái bệnh dịch nó phát sinh và nó lây lan. Nên là sau khi mà lũ lụt xong thì rất là cái vệ sinh rất là quan trọng. Cũng như Hà Tĩnh thì hiện nay cũng chúng ta còn đến hơn 260 trường là chưa khai giảng được. Nhưng một trong nhiệm vụ cấp bách là cũng đề nghị công chí là tập trung làm sao đó để mà giúp cho các cái trường, các thầy cô cũng như học sinh cố gắng là dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo các điều kiện cần thiết để chúng ta có thể khai giảng năm học được càng sớm thì càng tốt.
Tại xã Tân Hóa, Phó Thủ tướng cùng đoàn đã trao quà và hỗ trợ của Bộ Y tế cho huyện Minh Hóa với 10 cơ sở thuốc, 200 viên chloramin B, 100 chiếc áo phao. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng cho huyện Minh Hóa. Trao tặng quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho các lực lượng công an, quân sự tham gia giúp các xã vùng ngập lụt, tặng quà cho Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hóa. Chia sẻ được những khó khăn của đồng bào vùng lũ Quảng Bình, dịp này Chính phủ cũng đã hứa xuất cấp khẩn cấp 1.000 tấn gạo hỗ trợ cho các địa phương vùng lũ của tỉnh Quảng Bình. Với quyết tâm không để cho đồng bào ốm đau thiểu đói do lũ lụt gây ra, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã kịp thời hỗ trợ nhân dân các bản vùng biên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong những ngày vừa qua, người dân bản Ca Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa bị chia cắt do mưa lũ. Để kịp thời hỗ trợ nhân dân, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã động viên cán bộ chiến sĩ đóng góp hỗ trợ hai bản Ca Ai, Ca Vàng, mì tôm và các loại thực phẩm cho 80 hộ bị ảnh hưởng và có nguy cơ thiếu đói, cấp phát các loại thuốc điều trị các bệnh thông thường. Thời gian tới, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nắm chắc tình hình để tham mưu cho các cấp, các ngành kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Sau khi lũ rút, ngành điện Minh Hóa đã nhanh chóng huy động lực lượng để khắc phục, sửa chữa, sớm đóng điện trở lại phục vụ nhân dân. Mưa lũ đã làm ngập hàng nghìn cột điện, 5 trạm biến áp và trên 1.000 công tơ, sập 2 cột đường dây hạ thế. Với quyết tâm nhanh chóng khôi phục lại hệ thống lưới điện bị hư hỏng nhằm giúp người dân có điện sớm, ổn định cuộc sống. Những ngày qua, cán bộ điện lực Minh Hóa đã kiểm tra, thay thế công tơ, sửa chữa lại lưới điện bị hư hỏng theo phương châm nước rút đến đâu, kiểm tra xử lý đến đó. Hôm qua ngày 7 tháng 9, tại huyện Quảng Trạch, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, tạp chí Da cam Việt Nam phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Bình cùng các nhà tài trợ tổ chức lễ trao tặng bò giống sinh sản và vốn sản xuất cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Đợt này, đoàn đã trao tặng 10 con bò giống, mỗi con trị giá 15 triệu đồng cho 10 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch. Ngoài ra, đoàn còn trao vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho 10 gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và huyện Bố Trạch, mỗi hộ gia đình 5 triệu đồng. Nhân dịp năm học mới, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất gồm sách vở và 500.000 đồng cho các em học sinh là con cháu nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn huyện Quảng Trạch bị ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua. Đây là những món quà thiết thực góp phần chia sẻ với nỗi đau, khó khăn của những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin, giúp các gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Hôm qua ngày 7 tháng 9, Ban Liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Nữ Quân đoàn 2 tại Quảng Bình tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ vào Quân đoàn 2, mùng 7 tháng 9 năm 1974, mùng 7 tháng 9 năm 2019. Cách đây tròn 45 năm, 300 nữ chiến sĩ Quảng Bình lên đường nhập ngũ Quân đoàn 2 tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau thời gian đầu huấn luyện, các chị đã được bổ sung về làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu ở các đơn vị như thông tin, quân y, hậu cần, văn thư bảo mật của binh đoàn, đóng góp vào những chiến công vang dội, những thành tích vẻ vang của đơn vị trong cuộc tổng tiến công nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống của phụ nữ Quảng Bình trong chiến đấu, các cựu chiến binh nữ Quân đoàn 2 hôm nay luôn nỗ lực chăm lo cuộc sống gia đình, làm kinh tế, chăm sóc, nuôi dạy con cháu, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Chiều qua ngày 7 tháng 9, các mạnh thường quân thị xã Ba Đồn tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật tại mái ấm Hy vọng Vincenter ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Hiện nay, Trung tâm khuyết tật mái ấm Hy vọng Vincenter Hưởng Phương đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho 150 em bị khuyết tật và trẻ mồ côi. Dịp này, các mạnh thường quân thị xã đã tặng một TV trị giá gần 10 triệu đồng, 2 tấn gạo, sữa, đồ chơi trẻ em và các đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt như mì tôm, dầu ăn, giấy vệ sinh. Tổng trị giá của các phần quà là gần 60 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các mạnh thường quân ở thị xã Ba Đồn nhằm động viên khích lệ giúp các em khuyết tật và trẻ mồ côi có thêm niềm tin vào cuộc sống. Tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học, đảm bảo cho việc học tập của con em địa phương trong năm học mới. Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai thực hiện. Năm học 2019-2020, huyện Quảng Trạch có trên 30.500 học sinh ở 3 cấp học. Để đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương, tập trung huy động mọi nguồn lực, quan tâm đầu tư xây dựng các phòng học, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục,
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới. Các địa phương đã đầu tư xây dựng được 151 phòng học mới, sửa chữa, nâng cấp nhiều phòng học và nhà nội trú cho các vùng khó khăn với tổng kinh phí trên 65 tỷ đồng. Năm học mới này, ngành giáo dục huyện Quảng Trạch tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở 3 cấp học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng bộ huyện về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá giai đoạn 2016-2020. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là trộm cắp điện thoại, laptop và xe máy tại các nơi công cộng, công sở và nhà dân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan lơ là, thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản đã tạo điều kiện thuận lợi để tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động gia tăng. Chị Lê Thị Quyên ở thôn Sa Đồng, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới vừa đến cơ quan công an trình báo sự việc chị bị kẻ gian trộm cắp xe máy khi đang dừng xe ở phía ngoài khu vực chợ Bắc Lý. Trong khoảng thời gian đó, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố liên tục nhận được đơn trình báo sự việc mất cắp tài sản của người dân. Với quyết tâm vào cuộc truy bắt tội phạm, đem lại niềm tin, sự bình yên cho nhân dân, nên chỉ trong thời gian ngắn, từ khi triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 1 tháng 8 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã đấu tranh, làm rõ và truy bắt thành công 8 vụ với 9 đối tượng trộm cắp tài sản. Điển hình gần đây nhất là công an thành phố Đồng Hới khám phá thành công chuyên án 542T, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phá chuyên án 719T về tội trộm cắp tài sản. Anh được một chiếc xe đó từ tháng 6 năm 2019 cho đến nay, em đã gây ra 18 vụ trộm cắp. Do có sự móc nối với nhau nên hành động của bọn tội phạm diễn ra nhanh chóng với nhiều thủ đoạn và phương thức hết sức tinh vi. Bằng biết là ở trên phía và tiền để sử dụng ma túy. Từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tăng cường nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm trộm cắp tài sản để mọi người nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ tài sản. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo công an các xã phường làm tổ công tác tuyên truyền để phòng ngừa về tội phạm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người dân chủ quan trong việc quản lý tài sản, như là để chìa khóa cắm ở xe. Đó chính là tạo các điều kiện thuận lợi để cho tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động. Qua những vụ mất cắp tài sản nêu trên là bài học cảnh báo cho người dân. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyến cáo với nhân dân cần bảo quản tài sản của mình, nhất là khi đầu đỗ xe máy ở những khu vực vắng, nơi công cộng. Thậm chí để ở trong nhà hay trước hiên phải có người trông coi, khóa cửa và xe cẩn thận. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 8 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, không mưa, 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 54 đến 84%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 50 đến 85%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, độ cao